Wow, mình mua được nhiều đồ cho con gái của mình quá. Chắc nó sẽ rất là thích đây. Wow, đây là một chú gấu bông màu vàng mà nó rất là thích nè. Còn đây là lâu đài của công chúa và hoàng tử. Nó cũng rất là thích luôn. Đây, đây là cái lâu đài của bạch tuộc thì chắc nó sẽ thích lắm đây. Wow, tiếng nhạc thật là hay. Đất lặn, cái cá động lực này cũng sẽ giống cái đất lặn thôi. Còn đây là một cô nàng tiên cá. Wow. Sao? Còn đây là một bộ lắp ghép ngôi nhà ước mơ để nó lắp ngôi nhà cho búp bê. Và wow, chắc nó sẽ rất thích. Mình còn mua đồ ăn vặt cho nó nữa chứ. Một quả trứng và 20 kẹo mút thì cái kem. Nhưng mà nhiều đồ thế này lặng lắm, làm sao mình lên đây. Ôi trời ơi, sao mà nặng thế này ta. Không có ai giúp mình nhỉ. Nặng quá. Sao mà nó nặng thế nhỉ. Để xem mới được. Chú công an ơi, chú ở đâu thế? Tôi tên là chú công an Phường.
ơi, cũng hơn một muộn rồi. Bây giờ chú khinh chúng tôi về nhà nốt nhé. Động lực.